Xin chào, tôi là Samira và tôi là một chuyên gia về sản phẩm tại YouTube. Với nhiều người sáng tạo, việc biến đam mê thành doanh thu là một khía cạnh quan trọng của nền tảng YouTube. Tôi sẽ giải thích cách thức quảng cáo hoạt động trong video này và giải đáp một số điều mà các bạn còn hiểu sai. Có 3 đối tượng chính tác động đến việc kiếm tiền trên YouTube. Người xem, người sáng tạo và nhà quảng cáo. Từ góc độ người xem, chúng tôi muốn YouTube là nơi tìm kiếm và tận hưởng nội dung giải trí tốt nhất. Từ quan điểm của người sáng tạo, chúng tôi muốn YouTube là nền tảng lý tưởng để bạn sản xuất nội dung mà khán giả của mình yêu thích và là một cách kiếm tiền với những người có mong muốn này và đạt đủ điều kiện. Từ góc độ nhà quảng cáo, chúng tôi muốn cung cấp một môi trường an toàn để họ có thể tiếp cận đối tượng khán giả của mình một cách chính xác. Ba đối tượng này tác động lẫn nhau. Người sáng tạo xây dựng đội ngũ khán giả, nhà quảng cáo mua quảng cáo để tiếp cận khán giả, và người xem video của người sáng tạo có quảng cáo liên quan, còn người sáng tạo thì được trả tiền. Hãy nói kỹ hơn một chút về việc này. Sau khi tham gia chương trình đối tác YouTube, bạn có thể bật quảng cáo trong YouTube Studio và bắt đầu kiếm tiền. Bạn nên chọn tất cả định dạng quảng cáo làm tùy chọn mặc định khi tải video lên, để bạn có thể đặt lượng quảng cáo tối đa có thể chạy trên video. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo chỉ chọn những video tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo để chạy quảng cáo. Nội dung thân thiện với nhà quảng cáo sẽ phù hợp với hầu hết đối tượng khán giả và không nói về những chủ đề nhạy cảm như ma túy, nội dung khiêu dâm hoặc kích động thù địch. Có rất nhiều ví dụ về những loại nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo. Hãy xem các nguyên tắc nội dung trong các đường dẫn liên kết trong phần mô tả để tìm hiểu thêm. Nội dung hướng đến người xem trưởng thành. Vẫn có thể kiếm tiền trên YouTube nhưng bạn sẽ nhận được ít doanh thu từ quảng cáo hơn. Bạn cũng nên nhớ rằng mọi video tải lên YouTube phải tuân thủ điều khoản dịch vụ và nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Sau khi bạn bật quảng cáo, thì chúng sẽ chạy trên tất cả những video đủ điều kiện và bạn sẽ kiếm được doanh thu từ việc này. Hệ thống tự động chọn quảng cáo để hiển thị trên video của bạn dựa trên nhiều yếu tố, gồm khán giả của bạn, siêu dữ liệu của video và nội dung có thân thiện với nhà quảng cáo hay không. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn các loại quảng cáo khác nhau có thể xuất hiện bên cạnh video của bạn. Loại đầu tiên là quảng cáo hiển thị hình ảnh. Ở quảng cáo này sẽ hiển thị ở bên phải video đang phát và phía trên danh sách video đề xuất. Loại tiếp theo là quảng cáo lớp phủ. Đây là loại quảng cáo bán trong suốt, xuất hiện ở 20% phần phía dưới video của bạn. Tiếp theo là quảng cáo đệm. Đây là loại quảng cáo không thể bỏ qua. Người xem phải xem hết quảng cáo này trước khi xem video của bạn. Quảng cáo này có độ dài tối đa 6 giây. Các loại quảng cáo khác gồm có quảng cáo video có thể và không thể bỏ qua. Và thẻ được tài trợ. Những thẻ này hiển thị nội dung có thể liên quan đến video của bạn. Ngoài ra, còn có quảng cáo giữa video có thể chạy trong nội dung có thời lượng dài hơn. Doanh thu quảng cáo là nguồn thu nhập lớn đối với nhiều người sáng tạo. Hãy nghĩ về những cách bạn có thể sản xuất video, gây ấn tượng với khán giả của bạn và phù hợp với những nhà quảng cáo. Nếu bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho video nhưng không nhìn thấy quảng cáo, hãy thử sử dụng trình khắc phục sự cố kiếm tiền từ video của chúng tôi. Hãy ghé thăm Học viện Sáng tạo để tìm hiểu thêm nhé. Tạm biệt. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.